Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Đà Thành. Hôm nay mình làm bánh tiêu nè, chắc hẳn cả nhà cũng một lần được thưởng thức qua món bánh này rồi nhỉ. Trong thời gian này, hơi khó tìm chỗ bán, chi bằng mình xin chia sẻ cách làm bánh tiêu để cả nhà xem và làm cùng mình nhé. Đầu tiên mình sẽ đi kích hoạt men nhé. Mình cho 70g đường vào 200g nước ấm ấm rồi khuấy cho tan đường. Hoặc các bạn có thể làm ấm sữa tươi không đường thay thế cho nước ấm nhé, sẽ ngon và thơm hơn đó. Sau đó cho 7g men khô vào tiếp tục khuấy đều. Rồi để yên 15 phút cho men kích hoạt. Bước kích hoạt men này cũng là bước quan trọng để bánh của mình thành công hay không đó. Nếu men khô mới thì các bạn có thể cho trực tiếp vào bột và nhào luôn. Tuy nhiên để an toàn, các bạn nên kích hoạt men như này để men nổi váng như gạch cua là biết men còn hoạt động tốt nhé. 15 phút sau. Đây là men sau khi kích hoạt 15 phút. Bước tiếp theo mình cho 400g bột mì đa dụng và một xíu muối vào thau và trộn đều lên nhé. Nếu các bạn muốn bánh tiêu của mình thơm và không quá nồng mùi men nhiều thì có thể cho thêm 5g vani nhé. Sau đó cho phần men đã kích hoạt vào bột và trộn đều. Sau khi trộn đều, các bạn nhào bột cho tới khi bột mịn và không dính tay nhé. Sau khi nhồi bột xong, các bạn bọc kín thau bột bằng cách đậy nắp kín hoặc bọc thực phẩm, ủ bột cỡ 1 tiếng rưỡi cho bột nở gấp đôi nhé. Sau 1 tiếng rưỡi, bột nở gấp đôi, mình lấy ra nhồi lần 2 tầm 5 phút cho bột mịn lại. Nếu thấy bột hơi dính tay thì có thể cho thêm xíu bột mì vào nhé. Rồi chia thành từng viên bột, mỗi viên cỡ 35g nhé. Sau khi chia bột xong, các bạn nhẹ nhàng túm các mép bột lại vào giữa sao cho khối bột tròn là được nhé. Các bạn tham khảo cách vê bột ở video bánh donut của mình thêm nhé. Mình chia được 21 viên bột. Tiếp theo dùng khăn hoặc thau đậy bột lại cho bột nghỉ tầm khoảng 10 phút nhé. 10 phút sau. Sau 10 phút cho bột nghỉ, bột đã nở ra bự hơn nè các bạn ơi. Bước tiếp theo mình cho mè trắng vào một cái thau, rồi chuẩn bị một chén nước lọc, dùng tay quét nước hai mặt bột rồi lăn bột qua mè cho dính đều nhé. Mè mình sử dụng cỡ 50g. Sau đó chống dính cây hoặc chai lăn bột bằng bột mì. Rồi cán cục bột, đừng cán mỏng quá nhé, không là chiên bánh sẽ không nở và bị chai đó.
rồi cho bột nghỉ thêm 15 phút, xong làm nóng dầu và chiên thôi. 15 phút sau. Mình chiên bánh tiêu ngập dầu nhé. Mình làm nóng dầu sau đó hạ lửa vừa, xong đợi khoảng 2 phút để cho nhiệt ổn định thì mình cho bột bánh vào. Khi chiên các bạn nhớ đảo đều hai mặt để cho bánh được nở phồng và không bị cháy nha. À, nếu cẩn thận hơn sau mỗi lần chiên các bạn nhớ vớt mè bị rớt ra nhé, để không bị đen dầu. Với lại mè hay bắn ra lắm đó nên vớt cho chắc nè. Thành phẩm là những chiếc bánh tiêu phủ đầy mè có màu vàng đẹp mắt và nở phồng nữa, đặc biệt là sự mềm thơm của bột mì và mè khi rán giòn, cùng vị ngọt nhẹ tạo cảm giác không ngán. Bánh tiêu này các bạn có thể kết hợp ăn với bánh bò hấp nữa là tuyệt cú mèo luôn. Cả nhà nhớ làm và thưởng thức nhé, đừng quên bấm like, theo dõi ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.